Trần xin chào tất cả anh chị em nha. Đây nữa nè. Bữa nay nó dài mà nó bự nè. Chú trời nó to ghê không. Đây dưới này trái nữa. Trái này chắc nó cũng dài to ghê. Nhưng mà trái này chắc ngày mai bẻ. Trái này chút xíu nữa bẻ. Đó anh chị em thấy không. Sắp này ăn organic không à. Đó ok ha. Bên kia nữa. Bên này hủ hoa nữa nè. Nó toàn ten nè thấy chưa. Nó lòng thần là đó. Tôi vét đang tưới phân đó. 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 Tăng hưu dữ lắm á. Ăn organic là phải tăng hưu á. Chứ không phải giỡn đâu. Qua bên này. Để đi qua đây những cái nữa coi nha. Ui cái ao đây nè. Nó lên là đâu có ăn được đâu. Đâu ăn kẹp đâu. Đó. Dài dài lên bông rồi nè. Người ta nói ăn bông hẹ là thôi. Super nha. Không phải giỡn. Cái cây đầu bắp giờ nó giọt lên cao người yêu rồi nè. Đây. Cái này nó dài. Ô chú trai trái bầu đây nè. Đó anh chị thấy không. Cái này nó dài dữ lắm rồi. Phải lấy cái thùng kê nó nè. Để dạch cho anh chị em coi nha. Ồ coi nó. Cái độ dài của nó đó. Từ trên này nè. Dài. Tuốt cái này lấy cái thùng kê nè. Để nó gãy á. Ok ha. Cái này chắc hơi ngày mơ hoặc ngày mốt thôi bẻ. Để nó ô. Ok ha. Thôi xin goodbye nha. Goodbye. Rau mắt hơn thịt nha anh chị em. Công cán dữ lắm á. Ok ha. Nói giỡn chơi một chút nha. Sẵn để hỏi thăm tất cả anh chị em luôn nha. How are you today? Today Sunday. Ok. Goodbye.